Kể từ hôm nay ngày 10 tháng 4, hành vi không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em trên 6 tuổi sẽ chính thức bị xử phạt thay vì chỉ nhắc nhở, cảnh cáo. Đây là một trong những quy định mới về xử phạt các vi phạm liên quan đến giao thông. Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên chúng tôi cho thấy vẫn có nhiều trường hợp phụ huynh vi phạm bị xử phạt. Từ sáng ngày 10 tháng 4, cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường các chốt chặn gần các trường tiểu học. Cảnh ghi tại khu vực chân cầu Nguyễn Văn Cừ, phía quận 8 cho thấy các cảnh sát giao thông khá bận rộn vì có nhiều trường hợp phụ huynh chở trẻ em trên 6 tuổi không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không đúng quy định. Tại Hà Nội, phòng cảnh sát giao thông cũng huy động tất cả 15 đội ra quân ngày đầu xử phạt các hành vi vi phạm giao thông theo quy định mới. Theo đó, các chốt chặn sẽ tập trung tại các tuyến đường có trường học, khu vui chơi giải trí. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương này đã ra quy định hạ hành kiểm và phê bình trước trường lớp đối với các học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Theo quy định mới, kể từ ngày 10 tháng 4, các trường hợp chở con em từ 16 đến 18 tuổi không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn, không đúng quy cách thì cả người lái xe và người ngồi trên xe đều bị phạt. Trường hợp người không đội mũ bảo hiểm từ 6 đến 14 tuổi thì chỉ phạt người cầm lái với mức phạt từ 100 đến 200 ngàn đồng. Học sinh từ 14 đến 16 tuổi ngồi trên xe máy, xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm sẽ bị cảnh cáo và tạm giữ phương tiện. Trước đó, trong những ngày gần thời điểm xử phạt, cảnh sát giao thông các địa phương đã tổ chức nhắc nhở, phổ biến quy định đến người dân và các trường học.